Hello, xin chào các đồng chí và anh chị các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay là chiều Chủ nhật ở Bắc Mỹ, Baltic Time. Nói chung tình hình xã hội nước Mỹ thì bây giờ trong cái thời kỳ mà những cái chính trị ở bên Mỹ bây giờ nó loạn lắm anh chị các bạn. Nó bắn giết nhau, vấn đề mà kỳ thị chủng tộc rồi. Nói vậy chứ nó có những cái mâu thuẫn nhau rất là nhiều. Ở bên Mỹ bây giờ mà đi ra những cái chỗ đông người, nhất là những cái dân mà dân tộc thiểu số rồi, Mỹ Tây cơ rồi, dân Nam Mỹ rồi, cần phải tránh. Tụi một số những cái tụi mà nó gọi là nó kỳ thị đó, nó dễ xả súng đó lắm. Cái đảng phái của Mỹ, nó messy, nó nó loạn xạ sàn ngậu chân à. Nói thật mà nói là mình để ý cái vấn đề chính trị kinh tế Mỹ hay gần như là hàng giờ theo dõi mình, cập nhật để mình biết cái đằng mình thủ sống ở Mỹ rồi. Các bạn thấy vậy chứ không cẩn thận là chết đấy. Không phải giống như cái tụi chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ này, nó cuồng Mỹ, nó ngồi đó nó đội Mỹ trên đầu. Nó không phải như vậy đâu. Bên ngoài nhìn thấy hào nhoáng chứ xem mà chính trị đồ nó đánh nhau tối ngày à. Mấy hôm nay cũng khoảng chừng chưa được một tuần nữa, những cái cuộc mà vận động bầu cử của ông Trump rồi với đảng phái bên Dân Chủ Cộng Hòa đó, bên này cầm cờ, bên này cầm bảng ủng hộ ông Trump, bên kia cầm bảng phản đối, nó đục nhau. Mình tại vì là mình theo dõi tụi Fox, tin tức của tụi đài Fox đó, anh chị các bạn, là mình theo nó đó. Nó có cái gì mà nó tin tức mà nóng bỏng là nó nổi lên cái màn hình, cái Facebook của mình biết. Nó đánh nhau mắc cười luôn. Nó đánh nhau lộn xả sàn ngấu chứ nè. Cho nên cái kỳ bầu cử ông tổng thống Trump kỳ này cũng nguy hiểm lắm. Trong khi đó đảng Dân Chủ thì nó tìm đủ mọi cách nó hạ bệ ông Trump, mà rất là nhiều người ngấm ngầm họ ủng hộ ông Trump. Thì các bạn biết lên tiếng thì lặng quạng là tụi bên đảng Dân Chủ nó dùng bạo lực. nó dùng bạo lực nhân quyền của nó. Tự do dân chủ ngôn luận của tụi nó cực kỳ nguy hiểm. Không biết cái nhiệm kỳ tới này như thế nào, nhưng mà tình hình theo như lại Minh thấy thì ông Trump thì ông sẽ thắng cử tiếp. Lại Minh biết là ông sẽ thắng cử tiếp và ông sẽ mạnh hơn trong vấn đề mà ông sẽ gọi là ông sẽ siết chặt vấn đề di dân. Tại vì anh chị các bạn biết vấn đề di dân nó cũng làm ảnh hưởng tới ổn định trật tự kinh tế nước Mỹ dữ lắm. Hiện nay ông sẽ siết chặt, và vấn đề kinh tế mậu dịch đồ thì ông sẽ đập thẳng tay thằng Trung Quốc. Nếu mà ông Lê Minh nghĩ là trong cái nhiệm kỳ tới này ông sẽ làm rất là mạnh. Kế bên đó ông sẽ cho xây cái bức tường rào ở vùng giáp ranh với lại Nam Mỹ đó, ông sẽ cho xây bức tường đó. Bây giờ thì ông để yên để đặng ông tranh cử, mà trong lúc này ông sẽ dùng đủ mọi chiêu trò để làm sao cho nó ổn định, để đặng ông có thể nắm cái quyền lực của ông trong cái nhiệm kỳ tới. Nhưng mà lại mình rất là chắc chắn là ông sẽ nắm quyền tiếp. Dù đảng Dân Chủ tụi nó tìm đủ một cách nó hạ bệ ông mà hạ ông nổi đâu, nó hạ không có nổi. Nói chung bên Mỹ nó bắn giết nhau là chuyện xảy ra hàng ngày, mà mỗi một ngày vậy là trung bình là nó có 100 vụ bắn giết nhau. Đó là theo thống kê đó anh chị các bạn, bắn giết mà người chết đó, 100 người chết các trên nước Mỹ. Cho nên xã hội Mỹ hồn ai nấy dữ, sống ở trong những cái thành phố lớn, đô thị lớn mà dân mà nhiều dân sắc tộc rồi đó, nó cũng đụng chạm nhau dữ lắm.
cho nên nhiều người ngồi đó mơ thiên đường Mỹ Quốc. Mặt trái của nó phức tạp lắm, qua rồi mới biết, sống với nó rồi mới hiểu. Chứ còn ở trong nước thì mấy cái đám mà dân chủ cụi, mấy cái đám chống cộng bao que bên Mỹ này, tụi nó cho những người, một số những người mà gọi là sống vòng ngoại đó, ăn bánh vẽ. Nó thần thánh quá cái vấn đề mà dân chủ, nhân quyền, tự do bên Mỹ. Nó thần thánh quá, nhiều người mê, các bạn biết. Cho nên có nhiều người bỏ tiền tỷ, cầm vài trăm ngàn qua Mỹ, cuối cùng hỏi ơi cái đường đời. Giờ bước qua rồi, giờ sao đây? Bước về thì mặt mũi nào mà nhìn bạn bè? Anh chị em các bạn nghĩ đi, mặt mũi nào nhìn? Nhà cửa bán hết, lúc bán thì được giá, mà lúc về mua lại mua không nổi, cầm trở về mua sao nổi. Hỏi anh chị em các bạn, cầm số tiền đó qua anh Mỹ, giờ mua cái nhà, mua cái xe, mua cái cổ, phải đi làm trả thế hết, quay trở về giờ bán. Các bạn, tôi nói anh chị các bạn biết, bất động sản ở Mỹ hiện nay nó cũng bấp bênh lắm á, nó chứ nó không có phải là vững vàng đâu. Những cái năm mà ở thập niên 80-90 á, đầu tư rất là ngon, tại vì cái bất động sản của Mỹ đó, những năm đó kinh tế nó rất là ổn định, và nó hàng Mỹ nó không có cho những cái người mà nước ngoài vào mua đầu tư bất động sản một cách ào ạt. Cho nên bây giờ anh chị các bạn thấy, bây giờ bất động sản ở Mỹ đại đa số là dân nước ngoài, dân Trung Quốc rồi nó vô nó nắm nó đầu cơ rất là nguy hiểm. Tôi nói anh chị các bạn, ở bên Mỹ bây giờ mà đầu tư bất động sản là thấy được mua bán là bán liền, chứ mà ngồi đó mà ôm là chết á. Nó mà rớt lần này là chết à. Năm 2008 nó rớt, nó nói là nó chỉ rớt nhẹ thôi đó. Kỳ này nó rớt, nó gọi nó sẽ rớt một cách rất là mạnh. Cái chu kỳ của nó mà nó chưa đi vô cái chu kỳ rớt toàn diện, cho giờ nó còn ương dở vậy lắm. Cho nên đừng có thấy mà ham. Tôi thấy nhiều người mà qua bên Mỹ mà đầu tư bất động sản cực kỳ nguy hiểm. Nó bây giờ cái số tồn kho, tồn động về bất động sản, cái dân mà Trung Quốc, dân nước ngoài mà nó bung ra một cái thôi nó ứ liền. Các bạn biết ứ là nó vỡ bong bóng liền. Ở cái thời thập niên 80-90 như tôi nói, làm bất động sản ngon lắm. Các bạn biết năm trước năm 2008 gì, cho lúc đó bán sướng, bán lời đã. Lúc đó tự nhiên nó lên ao ao ao, mình mua một mà bán ba thì anh chị các bạn nghĩ đi, tự nhiên lúc đó nó bong bóng, nó nổi lên, bắt đầu những cái dân ngoài, nước ngoài nó vô nó mua ồ ạ, nhà cửa cất lên, mua nhà mua cửa mà thổi chứ chùm mền, đắp mền để đặng mà ngủ, bốc thăm rồi mua còn cho thêm tiền cái người bán nữa. Chàng ơi, lúc đó bán có là nhiêu là bán hay mê đó. Anh chị em các bạn biết, thấy giật mắt lắm. Mà bây giờ nhiều người tôi thấy mà đầu tư bất động sản bên Mỹ cực kỳ nguy hiểm. Anh chị em các bạn thấy như ông Phạm Đình Nguyên không? Đấy. Mua cái miếng đất, mua cái thị trấn của Mỹ, giờ cũng ngồi ngáp lên ngáp xuống chứ không phải giỡn đâu. Dính vô cái dòng xoáy của thằng Mỹ rồi, mệt lắm. Bây giờ bán đâu phải là dễ đâu. Bây giờ bán ai mua? Một cái thị trấn mà chỉ có một người ở, ổng bán khách vãng lai không à. Các bạn nghĩ đi, mua có 940.000 mà trong khi đó ổng phải đầu tư canh tác lại hơn cả triệu mấy. Tôi nói ổng bỏ ra cũng khoảng ít nhất vốn ổng bỏ 940 đó, mà ổng bỏ thêm nữa ít nhất cũng khoảng 1.5 triệu thì mới có thể mà đạt đúng cái hiệu quả để mà kinh doanh. Nó không về ông phải sửa sang làm lại canh tác lại, rồi đầu tư lại hàng hóa mọi thứ hết. Các bạn thấy trong cái đó cầm số tiền đó mà giờ ở Việt Nam mà đầu tư tới nay là ông kiếm, giờ tôi nói ông kiếm vài chục tỷ rồi. Ở cái thời đó mà ông cầm tiền đó mà ông ở Việt Nam mà ông đầu tư, tôi nói bất động sản đi, ông biết cách đi đúng hướng,
bây giờ ông cầm trong tay vài triệu đô mà các bạn thấy không? Mà trong khi đó Ham qua Mỹ mua cái thị trấn, cuối cùng ngồi cũng ngắp gió. Thằng Mỹ nó cáo già lắm, làm ăn với nó mà không cẩn thận là chết. Chứ mê ra thấy chiếc xe đẹp quá, mới đầu đi ra định mua chiếc xe Camry 20.000 thôi, tiền thế chừng này nữa khoảng 23-24, giấy tờ nữa cho 24 đi. Ra hồi nó dụ lên lấy chiếc Land Cruiser hay là chiếc Avalon. Cuối cùng cầm ra nó option này nó option nọ, thêm này thêm mắm thêm muối, hồi ra cuối cùng chiếc xe 40-50 ngàn trả nợ. Trả nợ ôm đầu ôm cổ trả, các bạn thấy không? Mỹ mà nó làm cho con người ta đi vào cái dòng xoáy của nó. Bởi vì các bạn biết nhiều người làm cứ làm, hỏi chứ thời gian đâu mà ngồi đó mà tham gia chính trị chính em, thời gian đâu mà đi mà ngồi đó trên mạng rồi đi ra ngoài đường rồi chống chính trị này chính trị nọ, ngoại trừ nó được những cái đảng phái của nó trả tiền lương cho nó để đặng mà nó có tiền nó đi ra nó dụ dỗ người này người kia thôi. Chính trị của Mỹ nó dơ bẩn, nó đâu phải là rõ ràng đâu có đó đâu, nhìn bên ngoài vậy. Anh chị em các bạn thấy bà Bill Clinton đó, bà cũng rất là messy. Cái bà đó đúng ra là bà phải bị đi tù đó. Cho anh chị em các bạn biết bà làm nhiều chuyện rất là sai trái trong bộ chính trị, nhiều người mất mạng vì bà trong lúc bà còn làm bộ trưởng của Mỹ. Khủng khiếp lắm. Nhưng mà các bạn thấy nó cũng tìm cách nó ém nhẹm, với lại bà cũng dướng trong cái vụ tham nhũng gọi là Watergate, anh chị các bạn biết cái vụ tham nhũng mà nó rất là lớn, mà cuối cùng tụi Mỹ nó cũng nhìn cho chìm xuồng. Cái vụ Watergate, hai cái vụ đó của ông Nixon, sau này cũng có bà Clinton trong đó. Nhiều người cũng tự tử chết để đặng mà gọi là bịt đầu mối, anh chị các bạn. Phải tự mình giết lấy mình để đặng mà bịt đầu mối. Kinh khủng khiếp lắm. Nói về vấn đề chính trị đảng phái của Mỹ, tôi nói chị em ngày xưa khi ở những cái thời mà Mỹ nó chưa có cái chính sách toàn cầu hóa đó, lên trên mạng mà nói chính trị mà là mình nói về vấn đề mà những cái tiết lộ về những cái Mỹ lần qua nó giết mình không hay. Hồi xưa là nó hay ám sát. Bây giờ là tại vì chính sách toàn cầu hóa nó mở rộng ra đó, cho nên nó không dám thôi. Mỹ các bạn thấy ngày xưa hỏi cái là nó ám sát nó giết, nó quỷ quyệt lắm. Đừng ngồi đó mà nghe mấy người chống cộng, mấy người bao quay lên mạng này nó hô hào cho ăn cái bánh vẽ, ngồi đó mê nước Mỹ của tao đã đảo lời mình trục chức lại mình nước Mỹ của tao. Mấy thằng ba sọc lờ chứ có gì thôi. Đã đảo là manh, chủng thức là manh, nước Mỹ của tao và Việt Nam ở đây. Ông nội cha của ông Trump cũng dám đụng tới Lợi Minh nữa. Tôi trông cho ông đụng tới để đàn ông đền tiền. Mình cầm vài triệu về Việt Nam mình sống sướng. Anh chị em các bạn biết bây giờ thời buổi giờ nước Mỹ nhìn thấy bên ngoài vậy. Tôi nói nhiều người ngồi đó mà cứ mơ sai lầm. Nhiều khi tôi nhận những cuộc gọi điện thoại nói chuyện với anh em ở bên Mỹ nè. Mới hôm qua gặp một anh cũng hay gọi tôi lắm, cũng ảnh hay tâm sự lắm. Ở Mỹ thì có người hầu kẻ hạ, giờ anh qua anh phải đi làm thuê, giờ nghe em lên chia sẻ trên mạng anh thấy thấm thía quá. Đó, anh chị em các bạn biết, come on hả, chạy chèo cái hỏi anh chị em các bạn chứ. Giờ qua rồi làm sao giờ hả, về thì về cũng không được. Về mặt mũi đâu mà nhìn bạn bè. Lúc đi thì làm tiệc tùng lớn luôn.
Bây giờ về nhà cửa thì bán hết rồi, tài sản thì bán hết rồi. Thôi là mình chia sẻ tới đây.